thưa quý vị những ngày vừa qua đoạn video một hành khách mở cửa máy bay khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh được chia sẻ tràn lan trên các trang mạng xã hội đa số đều tỏ ra bất bình trước hành vi có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tất cả hành khách đang ngồi trên chiếc máy bay đó thế nhưng điều khiến dư luận bức xúc hơn nữa chính là lý do khiến nam hành khách này làm như vậy theo cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, lý do hành khách nam mở cửa thoát hiểm máy bay Asian Airlines giữa lúc hạ cánh hôm 26 tháng 5 vì cảm thấy ngột ngạt và muốn xuống nhanh. Một số sĩ quan an ninh Hàn Quốc cho hay, khi được chúng tôi thẩm vấn, người đàn ông này nói rằng bản thân phải chịu nhiều áp lực do so gần đây bị mất việc. Anh ta mở cửa thoát hiểm để có thể xuống máy bay nhanh chóng vì thấy ngột ngạt trong khoang máy bay. Theo Yunhap, dù hành động nông nổi trên của người đàn ông không gây thương tích cho bất kỳ ai trong tổng số 194 hành khách có mặt trên máy bay, nhưng ít nhất 12 người phải đến bệnh viện do xuất hiện triệu chứng khó thở. Trước đó, vào trưa ngày 26 tháng 5, chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Asiana Airlines đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu, cách thủ đô Seoul 237 km về phía đông nam, thì một cánh cửa của nó bất ngờ bị mở tung. Trong số các hành khách có 48 học sinh tiểu học và trung học, những học sinh này sẽ tham gia thi đấu tại một sự kiện thể thao vào ngày 27 tháng 5 ở Ulsan. Mẹ của một học sinh kể lại, lũ trẻ khóc vì hoảng loạn, những người ngồi gần cửa chắc chắn là sốc nhất. Đã có không ít các vụ việc tương tự như vậy xảy ra, điều may mắn ở vụ việc lần này là không có ai bị thương hay ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta khi đi máy bay, phải tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn bay, nhất là đối với những người ngồi gần cửa thoát hiểm.